này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành bố thí ba la mật đa là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì tánh của bố thí ba la mật đa còn không có sở hữu huống là có bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh tánh của tịnh giới cho đến tánh của bát nhã ba la mật đa còn không có sở hữu huống là có tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành pháp không nội là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa đa chẳng hành pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của pháp không nội còn không có sở hữu, huống là có pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh tánh của pháp không ngoại cho đến tánh của pháp không không tánh tự tánh còn không có sở hữu huống là có pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh